những cái thời gian em về nhà thật sự là rất là quý báu. Bởi vì em khi em về nhà được cả gia đình tụ tập lại ngồi ăn cơm và ăn cơm xong trò chuyện thì em cảm thấy rất là tình yêu thật sự của một gia đình. Em cảm thấy rất hạnh phúc khi được như vậy. Em thì khác với mọi người là em chỉ ở với mẹ và anh, còn bố thì lâu lâu mới về thăm vì bố cũng đã chuyển nhà vào trong Sài Gòn rồi. Lúc em khoảng tầm 4 năm tuổi là bố đã chuyển vào, cho nên là đối với em thì giờ mọi người hỏi em thì cũng có thể em cũng có thể nói là ở Bình Dương mà cũng có thể nói là ở Yên Thành được. Giờ thì nói ở Yên Thành vì đó là quê của em, còn giờ đổi hiện tại thì bố mẹ em ở đâu thì chắc chắn em sẽ ở đấy, và bố mẹ em ở Bình Dương chắc chắn em cũng sẽ vào ở Bình Dương. Bây giờ thì Minh Hải xin được mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng đến thăm căn nhà của Phan Văn Đức tại thành phố Bình Dương. Người nhà mới này thì cũng mới được mua đây, và cùng hồi xưa thì bố em cùng ở trò cùng nhà cùng nhỏ thôi, mà giờ thì mua nhà lên cùng rộng hơn để đón mẹ và anh vào ở cho thoải mái, cho nên là ngôi nhà mới này cũng khá là rộng rãi và cũng khá là đẹp. Rồi, chào anh. Vâng. Xin mời tất cả các anh chị vào. Đây là toàn bộ căn nhà của bố mẹ Phan Văn Đức, và nơi đây thì có lẽ là cũng gắn bó rất nhiều với Phan Văn Đức, đúng không ạ? Ngôi nhà này thì cũng là mới chuyển về đây ở thôi, còn trước đây là đã ở bên chợ Diễn Hai. Thì khi Đức đã thành đạt thì nói chung có chỗ nổi thêm thì cũng mua căn nhà này cho rộng rãi và nó khang trang hơn trước đây chút đỉnh. Cho nên mỗi khi được về đây cho nó rộng rãi, thoải mái hơn. Anh chị xây căn nhà này để đón Phan Văn Đức về cho rộng rãi hơn, nhưng mà Phan Văn Đức đã bao nhiêu lần về căn nhà này rồi? Thật sự là cháu Đức thì mới về đây chỉ có 2 lần thôi. Đặc biệt là cái lần mới đây là khi vô địch Suzuki Cup sống, về đấy một ngày và một đêm. Thì lúc đó là bạn bè anh em tới cũng rất đông vui. Có thể nói là một cái căn nhà này là cái căn nhà mới xây, và Phan Văn Đức thì cũng không nhiều lần ở đây. Nói chính xác như là bố của Đức thì nói là chỉ có 2 lần thôi. Nhưng mà cái không gian ở đây thì chúng ta thấy là nói chung là rất là đậm đặc bóng đá, đúng không ạ? Và cái dấu ấn của Phan Văn Đức ở trong cái căn phòng này thì rất là đậm nét. Thật sự đấy là cái bằng khen này là của Đức khi đã đoạt giải con của U23 châu Á, còn đây là cái huy chương bạc của U23 châu Á, và còn cái ảnh này là của Hòa Thị Phạm Bảo Hòa, là vẻ chân dung của toàn bộ 31 thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam đấy, cho nên là treo ở trên này, và một số cái huy chương vàng của cụ quốc gia năm 2017 đấy là của Sông Lam Nghệ An. Còn sau khi đoạt cúp quốc gia xong rồi thì năm 2017 thì cháu Đức là có vào tham gia giải U21 quốc gia tổ chức ở Bình Dương ấy. Giải đó thì Đức cũng là đoạt là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, đồng vua phá lưới với Phan Văn Thơn ấy. Phía trên là cái huân chương lao động hạng 3, chủ tịch nước là tặng cái huân chương lao động hạng 3 đó. Cho nên treo, cho nên trang trọng ở ngôi nhà này. Bây giờ khi mà đứng trước những cái kỷ vật như này thì bố của Phan Văn Đức cảm giác như thế nào ạ? Và anh có tin điều này là sự thật hay không ạ? Thật sự thì nói chung như đứng trước cái một số cái kỷ vật của cháu thì cũng rất tự hào về cái sự khổ luyện của cháu trong thời gian dài, và hiện nay đã thành công như hôm nay. Tính ra từ 2007 đến hôm nay tính là cũng là 11 năm rồi, cho nên là thời gian khổ luyện lâu dài như vậy là cũng là có kết quả tốt, nên gia đình cũng rất vui mừng và trước hết là cũng yên tâm về cái hiện tại thành đạt của cháu. Thật sự thì cái lòng tin của đối với con thì khi nào mình cũng bố mẹ cũng rất là mong muốn là con nó sẽ trưởng thành. Hơi bất ngờ định là Đức cùng nó phát triển nhanh trong thời gian vừa qua, bởi từ khi U21 quốc gia đến khi vào đội tuyển
U23 và sau này lên đội tuyển quốc gia, cho nên là cũng là hơi bất ngờ quyết định. Thưa quý vị, là khi mà đứng trước những cái tấm huy chương như này thì Minh Hải cảm thấy rất là xúc động, bởi vì là chỉ có một cái bức tường nhỏ này thôi nhưng mà nó gói gọn lại tất cả những cái giai đoạn quan trọng nhất, mang tính bước ngoặt nhất trong sự nghiệp của Phan Văn Đức. Ở đây thì chúng ta thấy rất là rõ là có những cái tấm huy chương, thậm chí là chúng ta thấy là nó rất là nhỏ, đúng không ạ? Đây là những cái tấm huy chương từ thời mà đá ở những giải rất là trẻ, đúng không ạ? Và gọi là một trong những cái giải đầu tiên trong sự nghiệp của Phan Văn Đức là đây. Sau đấy thì chúng ta nhìn thấy là giành vị cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải vô địch U21 quốc gia báo thanh niên năm 2017. Tức là đây chính là cái bàn đạp, đây chính là giải đấu mà Phan Văn Đức thi đấu rất tốt và lọt mắt xanh của ông Gede. Và từ mắt xanh của ông Gede thì mới chuyển sang được cho huấn luyện viên Park Hang-seo, đúng không ạ? Và ngay sau đấy thì chúng ta đã có một cái mang tính đột phá là ở chính cái tấm huy chương này. Đây là tấm huy chương bạc của vòng chung kết U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc. Một năm thì từ một cầu thủ vô danh, Phan Văn Đức trở thành một người mà tất cả mọi người đều biết và có rất nhiều những giải thưởng giá trị. Và một điều cực kỳ quan trọng nữa, tôi rất là muốn là bố của Phan Văn Đức sẽ giải thích cho chúng ta là tại sao ở đây lại có quả bóng đồng chứ không phải là ở những cái vị trí khác ạ. À, thật sự là khi cháu vào ở thành phố Hồ Chí Minh nhận quả bóng đồng thì là cả gia đình cùng xuống là cùng với cháu là nhận quả bóng đồng, cho nên là đưa về đây mục đích là có như cùng có một ít kỷ vật của cháu ở trong ngôi nhà ở Bình Dương này. Anh có hiểu cái dụng ý của Đức khi mà Đức để ở đây rất nhiều những cái tấm huy chương hoặc là những cái danh hiệu nó mang tính nền tảng trong sự nghiệp không ạ? À, thật sự đó là cũng là một trong những cái động viên cho bố mẹ để tinh thần, và thứ hai là đó cũng là làm sau này là có chỗ nổi, thì mục đích chỗ nổi là gần như sống ở trong này, thì để sau này cháu có lớn lên thì nó là cái gương của chú để cháu cái phấn đấu từ những cái khó khăn nhất của cuộc đời, thì để thành danh như hôm nay cũng là trải qua một cuộc thời gian rất dài và khó khăn. Từ em huy chương em thì cũng có rất là nhiều, và em cũng đưa về nhà để thì cho bố mẹ nhìn thấy là mình cũng đang cố gắng và thành công từng ngày. Bố của Phan Văn Đức vừa mới nói với chúng ta về cháu nội tức là con của anh Phan Văn Đức, và anh của Phan Văn Đức thì lại tên là Hiếu. Em đoán xem vì sao bố lại đặt tên anh là Hiếu mà em là Đức? Thì theo em nghĩ thì Hiếu và Đức thì đặt tên và có ý nghĩa là mình phải có hiểu với những người già hoặc là những bố mẹ hoặc là anh em họ hàng gì đấy. Còn Đức thì phải có một cái đức tính tốt. Thật sự là mình là con người Việt Nam, nên là hy vọng khi sinh con ra thì con nó có một cái lòng hiếu thảo với bố mẹ, và con người là phải có tài có đức, mà hy vọng là đặt tên Đức là sau này nếu có tài thì cũng phải có đức đi kèm thì mới trở thành một con người tốt cho xã hội. Hy vọng là hai con nó sẽ được như nguyện của bố mẹ. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang bên này. À, đây là anh của Đức đúng không ạ? Dạ, anh cưỡi của anh trai Đức ấy. Anh trai của Đức. Thực ra thì không biết là quý vị có hay bị hiểu nhầm hay không, nhưng mà phần lớn các cổ động viên Việt Nam thì đang có những thông tin không chính xác. Ví dụ như là mọi người nói rằng là bố mẹ của Phan Văn Đức rất là nghèo và phải vào Bình Dương để kiếm sống theo cái kiểu là đi kinh tế mới đó. Đấy, nhưng mà thực tế ra thì hoàn toàn không phải như vậy. Bởi vì là bố của Phan Văn Đức thì cũng làm trong một cái ngành sữa. Nói chung là điều kiện kinh tế tốt nhưng phải hy sinh rất là nhiều. Lúc đầu khi chưa vào ở Bình Dương này lập nghiệp thì đúng gia đình khi đó là cũng kinh tế gọi là khó khăn thật sự. Nhưng mà khi 2001, có nghĩa là xa quê Nghệ An vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, thì vào là làm ở trong công ty sữa Vinamilk thì lương thưởng nói chung là cao so với mặt bằng chung của xã hội, cho nên là kinh tế lúc đó cũng là đã đỡ hơn rất nhiều, cho nên có điều kiện là lo cho gia đình. Vì hồi trước ở quê thì cũng rất là khổ, cho nên thì bố mẹ cũng đã chấp nhận là phải đi xa để lập nghiệp, cho nên là em cũng cảm thấy thương bố mẹ. Vâng. Nhưng mà cái kế hoạch mà cả gia đình chuyển từ Nghệ An vào Bình Dương nó đã bị thay đổi bởi cái tên Phan Văn Đức. Anh có thể kể câu chuyện này không ạ? Đúng rồi, thật sự là khi vào 2001 thì đến 2007 là đã mua nhà ở Bình Dương trong này.
Thì lúc đó là dự định là đưa cả gia đình vào trong Bình Dương này sinh sống. Nhưng mà khi đang sửa chữa nhà ở Bình Dương thì Đức là được câu lạc bộ Sông Lam là gọi vào ở đội trẻ. Thì lúc đó là gia đình cũng không muốn cháu theo nghề bóng đá, bởi vì rõ ràng bên bóng đá thì cũng hơi rủi ro hơi lớn, nên là khuyên cháu không nên đi theo. Nhưng mà Đức thì nó có một đam mê bên bóng đá, thì cháu nó nói thôi bố mẹ cứ cho con đi theo nghiệp bóng đá, cái niềm đam mê của cháu, cho nên quyết định của cháu là vẫn là theo, cho con đi theo bóng đá. Là lúc đó thì đại vợ đại quyết định phải ở lại Nghệ An, thay đổi cái dự định của gia đình. Vợ và hai con đại ở Nghệ An từ 2007 đến 2014, thì vợ lúc đó Đức gần hết 12 thì vợ mới vào đấy. Còn khi 2007 đến 2010 thì khi anh trai Đức lên cấp 3 thì lúc đó là vợ ở Nghệ An là vào thành phố Vinh thuê phòng là xin Đức ra ngoài ở cùng với anh trai Đức, có nghĩa là hai ba mẹ con là thuê phòng trọ là để kèm cháu ăn học tập luyện ở trong thành phố Vinh. Rất là vất vả đúng không ạ? Hy sinh rất là lớn, một cái kế hoạch của cả một gia đình. Vợ với chồng thì lại phải xa nhau đến tận 7 năm đúng không ạ? Sau khi đã xa nhau đến tận 3 năm rồi đúng không ạ? Tức là có nghĩa là tỉnh ra từ 2001 đến 2007 là 6 năm, và từ 2007 đến 2014 là tiếp tục 7 năm nữa là 13 năm. 13 năm. 13 năm xa nhau vì Phan Văn Đức, vì đam mê của Phan Văn Đức. Và vào thời điểm đấy thì không ai biết là Phan Văn Đức sẽ có ngày hôm nay đúng không ạ? Đối với em khi sống xa bố như thế thì thiệt thòi, vì không được có người dành tình cảm cho em, hoặc là mỗi lúc mà khó khăn cái gì thì cũng không có ai để. Mẹ thì nó khác, nhưng mà bố thì một người con trai thì bố sẽ hiểu về bọn em hơn, bọn em cũng cần một người tâm sự cho hai người đàn ông hơn. Và cái khó khăn rất là lớn khi mà anh và vợ quyết định là sẽ lên Vinh thuê nhà để cho Đức đi ra ngoài đấy sinh sống với gia đình, lý do là vì sao? Thì mục đích là cũng là để có điều kiện kèm cháu tốt hơn. Lý do là trong cái môi trường đó thì lúc đó khi Đức cũng đang ít tuổi, cho nên cái môi trường thì có nhiều cái nó cảm bậy, cho nên muộn đưa cháu ra ngoài thì nó đảm bảo hơn, dù sao mình vẫn là yên tâm hơn ở trong câu lạc bộ. Cho nên là xin đưa ra ngoài một thời gian, sau này gần hết 12 thì vợ mới có hưởng là chấp nhận. Là lúc đó cháu cũng là tương đối lớn rồi, thì vợ mới vào 2014, vợ mới vào trong này. Thời xưa thì em cũng khá là bốn và tuổi hơn các bạn, vì là cũng không thiếu thốn tình cảm của bố. Và nói chung thì ở với mẹ thì mẹ cũng bay dày rất là nhiều, và em cũng nhiều lần thì cũng mẹ cũng không cho theo bọn, nhưng vẫn cứ thuận đi theo bọn. Thì sau về mẹ đánh ngày đọc thì vẫn phải chịu, và đó là niềm đam mê của em, và cũng có rất nhiều kỷ niệm em cũng sẽ đáng nhớ. Và đến thời điểm hiện tại thì gia đình em đạt được đoàn tụ thì em cũng thấy rất là vui. Và em giờ thì bố mẹ em và gia đình em ở đâu thì em chắc chắn em sẽ vào ở đó, vì là trước em thiếu thốn tình cảm, bây giờ thì em muốn tất cả gia đình em tụ tập lại thành một cái gia đình. Cái cạm bẫy mà anh nói khi mà Phan Văn Đức ở trong đội bóng nó là gì ạ? Thật sự là lý do trong cái môi trường bóng đá thì không phải là riêng Nghệ An mà tất cả các cái trung tâm đào tạo khác, thì thứ nhất là xa bố mẹ, xa gia đình. Thì thầy cô thì cũng những cái lúc là tập luyện hoặc là khi thời gian những cái ngày quản lý thôi, còn thứ bảy chủ nhật thì thường là có thể là các cháu nó xin về quê hoặc là đi ra ngoài chẳng hạn, thì cái thời gian đó là có nhiều cái cảm bệ, cho nên là mình cũng rất ngại, bởi vì cái tuổi trẻ mà, cho nên là mục đích xin ra ngoài là vậy. Thực ra thì không biết là mọi người đánh giá như nào, nhưng mà Nghệ An có lẽ là một trong những địa bàn nóng bỏng nhất của bóng đá Việt Nam. Nói là cạm bẫy thì nói chung là nó có một cái gì đấy rất là hình sự, nhưng thực sự đấy là một môi trường cực kỳ độc hại. Em và anh thì là một người ở quê lên thì cũng chưa biết gì nhiều, và mẹ vào để mượn cũng không
mẹ lo lắng nơi cũng đúng, vì ở Vĩnh thì cũng rất chia là nhiều người ăn chơi hoặc là cả kiểu, thì cũng sợ bọn em hư và như thế thì mẹ mới vào để chăm bọn em. Khi mà vào với Nghệ An thì người ta có rất là nhiều những rủi ro. Ma túy có này, cờ bạc có này, đúng không ạ? Và có thể đánh mất mình bất cứ thời điểm nào. Và cái lý do mà anh chị đã có một cái chiến thuật là đưa Phan Văn Đức, đúng không ạ, trở về một cái môi trường sống cùng với mẹ, với anh, đấy là điều rất là tuyệt vời. Nhưng chắc chắn là có một cái quyết định còn khó khăn hơn, là bởi vì là chúng ta nhìn thấy ở đây, chúng ta thấy là Hiếu là người học rất là giỏi, đúng không ạ? Đã từng là học bác sĩ rồi đi sang Nga để được đào tạo thêm. Và chắc chắn là anh cũng mong muốn là Phan Văn Đức đi theo con đường nghiên cứu, con đường khoa bảng chứ không phải là con đường cầu thủ, đúng không ạ? Và làm thế nào để Phan Văn Đức có thể thuyết phục được anh? Thì thật sự là cùng nói với vợ thì bố mẹ là định hướng thôi, nhưng còn quyết định cuối cùng là do con. Bởi vì thật sự con có đam mê thì nó mới phát triển được cái theo cái hướng, cái niềm đam mê của con. Chứ còn mình mà ép cũng được. Cho nên khi mà Đức quyết định nói bố mẹ cho con theo người bóng đá, cái đam mê của con thì mình phải khuyến khích và để cho con theo cái đam mê của bản thân mình. Nên là để cho cháu đi bóng đá như ngày hôm nay. Nói thì rất dễ, nhưng mà rõ ràng là đấy là phải tin tưởng con mình như thế nào thì mình mới có thể ủng hộ được. Chứ bởi vì bóng đá nó rất là rủi ro. Cả một lứa cầu thủ đào tạo 2, 30, 40, thậm chí là 60, nhưng mà chỉ có khi được một vài cầu thủ lên đội 1 thôi. Rồi còn có biết bao nhiêu những cái áp lực từ xã hội, rồi những cái thói hư tật xấu. Lúc đấy thì anh chị đã nghĩ như nào? Bởi vì em tin chắc là anh là người rất là am hiểu về bóng đá, và anh chắc chắn là anh biết rất nhiều về Sông Lam Nghệ An. Không, bởi vì này, cùng nói với con là cái môi trường bóng đá là sự thành đạt là tỷ lệ thấp. Nhưng vì đam mê của con, và mình cũng tin tưởng là con có một sự đam mê vậy, thì mình phải động viên con và cố gắng tập luyện. Cái biết rằng tỷ lệ thấp nhưng mình phải chăm chỉ tập luyện và phải phấn đấu không ngừng. Kể cả như hôm nay, trong cái môi trường bóng đá, nếu anh chỉ cần sơ thầy, anh không chạy mạng tập luyện là bị quy luật đào thải. Cho nên là luôn luôn động viên con là cố gắng giữ gìn sức khỏe và chức năng tập luyện để không ngừng. Thế còn nếu mình chỉ cần sơ lơ là bị quy luật đào thải của cái môi trường đó. Đó, chúng ta thấy không? Chúng ta nhìn thấy một Phan Văn Đức ở trên sân rất là hiền lành, một người với một nụ cười rất là tươi, nhưng mà chắc chắn là bố mẹ đã phải đào tạo, đã phải giáo dục từ những điều rất là nhỏ. Bởi vì là khi mà Phan Văn Đức đã đi theo một con đường mà rủi ro nó rất là lớn như thế rồi, thì chúng ta phải cố gắng nhiều hơn. Và tin chắc là khi mà ủng hộ con đi theo con đường bóng đá thì anh cũng rất là tin tưởng vào cậu con trai của mình, đúng không ạ? Cái niềm tin lớn nhất là khi Đức ở cái giải trẻ ở địa phương thì Đức cũng là vua phá lưới và cũng cầu thủ xuất sắc của ở phương, và khi ở quận cũng là cầu thủ vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất ở quận. Đặc biệt là khi vào tỉnh Nghệ An, cả cái quận tham dự vòng chung kết ở tỉnh Nghệ An, thì lúc đó Nguyễn Tấn Thành là Đức cũng là một trong những cầu thủ là xuất sắc và cũng là vua phá lưới của cái giải Nhi Đồng năm 2007 của tỉnh Nghệ An. Cho nên cùng một lúc là vua phá lưới của phường, quận và tỉnh. Cho nên là cũng thấy là có Đức có một cái tổ chất đặc biệt như vậy, cho nên là cho quyết định cho con đi theo. Và hôm đấy thì Đức nói một câu mà đến bây giờ tôi tin chắc là rất là nhiều người hâm mộ Việt Nam vẫn còn nhớ.